Đây, video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thank you.
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Nếu bạn hè đẹp cho mình like các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Xin chào tất cả bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Thank you.
video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay đẹp thì hãy để lại cho mình một like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.